Vâng, xin chào các bạn nhé. Mình hôm nay cũng làm cái video để hướng dẫn cho mọi người đấu cái quạt dùng điều khiển từ xa. Nhưng mà mình cũng xem nhiều những cái video của mọi người hướng dẫn những người mà người bình thường không giỏi về điện đấy đấu, thì mình cảm thấy nó có rất là nhiều nguy hiểm, cho nên mình làm cái video này để mình hướng dẫn mọi người, để mọi người có những cái lưu ý như sau nhé. Bởi vì đây nó là điện 220 mà nguồn là nguồn không cách ly, nguồn trực tiếp, cho nên là mọi người làm là phải hiểu cái nguyên lý của nó. Đấy, cái bo này là rất là thông dụng. Với lại điều đặc biệt nữa là hôm nay mình đấu cái quạt này là cái quạt nó đây điện cơ, nhưng mà nói chung là cái tên thì mọi người cũng không quan tâm, nhưng mà nó có túp lăng điện đấy, nó lại điều khiển bằng điện đấy. Đây mọi người nhìn thấy có dây mà chuyển số ấy. À, chuyển hướng gió ấy, thì nó là túp lăng điện. Đấy. Và khi mình tháo ra thì nó sẽ có thêm cái motor này để nó điều khiển thay cho cái cơ của mình rút với những cái quạt thông thường ngày trước. Thực ra nó không còn mới nhưng mà nhiều người không hiểu thì cũng có thể rất nguy hiểm nhé. Thứ nhất mọi người phải lưu ý này, cái này cái bo này của Trung Quốc họ sản xuất ra là cái bo dùng điều khiển quạt cách ly nhé. Không cách ly nhé, tức là nó có thể giật đấy, rất là nguy hiểm nhé. Đấy, mọi người không được để chạm vào những cái vỏ hoặc là chạm vào, mình sờ vào là nó giật nhé. Nó không như những cái bo đài hoặc là bo tivi đâu. Bo đài tivi thì nó còn có những cái phần cách ly rồi. Đây là nó ăn nguồn trực tiếp, hạ nguồn qua tụ, qua điện trở này. Đấy, xong nó điều khiển qua con đèn để nó chuyển số thôi. Bản chất mọi người phải hiểu cái quạt một chút xíu đã. Quạt này thì nó có 3 số hay sao? Đây, 3 số. 3 số này thì thực ra là những người hiểu hoặc là những người không hiểu thì cũng hiểu sơ qua, nó là sẽ có 3 cái điện trở khác nhau. Điện trở mình hiểu như là 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm thì thay đổi cái số đấy bằng cách là người ta chuyển mạch nó đi. Chuyển mạch nó đi thì nó càng ít điện trở thì nó càng chạy tít. Đấy. Tóm lại cái chuyện đấy nó cũng chuyên sâu mà không cần bàn. Nhưng lưu ý này, để mà mọi người hay có hướng dẫn là dùng theo kiểu màu đầu dây. Cái màu đầu dây thì mình phải nói là màu đầu dây thì các cái hãng sản xuất quạt đa số là cũng là tư nhân hoặc là công ty vừa và nhỏ của Việt Nam mình, nó làm việc cũng chưa chuẩn chỉ theo cái tiêu chuẩn quốc tế, cho nên mọi người đấu theo cái màu dây nhiều khi cũng không chắc chắn lắm đâu. Đấy. Mà có thể gây nguy hiểm đấm nhầm mà nó chập cháy rồi tự nhiên mình phá ngay cái quạt của mình. Mình lọ mọ mình đấu vào khi nó hỏng thêm nó nguy hiểm. Đấy, để cái bo này thì mình sẽ cho mọi người xem. Nó gồm có các cái cổng phía sau, mình phải hiểu các cái cổng trước này. Thứ nhất hai cái cổng này có chữ N cao, N thấp này. Đấy, là để đấu nguồn vào nhé. Nguồn vào tức là cái nguồn của cái quạt ấy. Đấy, để mình đấu thôi. Đấy. Thứ hai nữa là cái chân com này. Chân com thực chất ra là nó vẫn chung, mọi người nhìn mạch bên này là nó vẫn chung với cái chân chữ N thấp nhá. Đấy, cho nên là hai cái chân này kể ra thì nó gọi là ba cái chấu vặn đấy, nhưng mà thực ra nó chỉ có hai chân thôi, nên mọi người phải lưu ý cái này đầu tiên, không nhiều người đấu vào nhầm chập. Thực chất ra nó cho một cái công chân để tí nữa mình sẽ nói, nó để đấu với chân tụ. Để một cái quạt mà nó hoạt động được thì bao giờ gồm nó phải có tụ khởi động đúng không? Cho nên mọi người sẽ có thể không phân biệt được cái tụ khởi động bằng dây nào, mà nhìn cái bó dây nó như này thì mọi người không có chuyên môn cũng không hiểu được đâu. Đấy. Để nguyên lý đơn giản là cái motor này này. Đấy. Cái motor để quay chuyển hướng này là họ dùng cấp nguồn thẳng trực tiếp 220 vào để cho nó cái motor này nó quay thôi. Còn cái bộ phận nó chuyển động thì nó chỉ là cái bộ phận giảm tốc thôi. Mình cũng không bàn kỹ nhưng mà mình hiểu cơ bản đã nhá. Cơ bản là của cái motor này, này. Đấy, nhìn vào thì mình sẽ biết rằng là đây chính là cái motor, cái nguồn cấp khi mà mình giật cái số ấy, à giật cái chuyển động ấy, tức là mình xoay đấy thì nó sẽ đây. Thực ra là chỉ đóng vào, cho nên hai cái chấu này mình sẽ biết chắc chắn đó là cái chấu cấp nguồn cho motor này. Đó. Cái này thì mình chỉ cần một giây thôi, mà trên cái điều khiển quạt này nó có ký hiệu là switch này. Đấy, mình hiểu như là bơi hoặc là di chuyển, tóm lại mình dịch nghĩa theo kiểu lắc cũng được.
tóm lại nó là chân xoay suýt thôi nhá. Còn số 1, số 2, số 3 thì mọi người đều biết nó là số 1, số 2, số 3 rồi đúng không? Đấy. Thì cái bảng này, cái bảng giật số này thì mọi người cũng phải hiểu cơ bản về cái bảng giật số nhá. Cái bảng giật số bao nó là một cái dạng như kiểu là cái hình như kiểu cái eke đúng không? Giật số 1 này, giật số 2, giật số 3 thì cái chân 1 này, cái chân mà để nó chuyển này, nó di chuyển từng điện trở một thì vậy này. Cái dây đỏ chắc chắn nó sẽ là cái dây nguồn cấp cho ba cái số này. Thì xoay đến đâu thì nó ở đấy. Đấy, xoay đến số 0 thì nó ở số 0, xoay đến số 1 thì nó ở số 1, số 2 ở số 2, số 3, số 2. Thế vậy cái dây này chính là dây nguồn. Đúng không? Dây nguồn cấp cho cái số đấy. Và nó có thể chung cái dây này. Đấy. Còn cái dây còn lại thì nó sẽ đấu vào đây, tức là mình phải loại được, trừ được cái dây tụ. Cái dây tụ là mọi người có thể sẽ dễ bị nhầm nhất đấy nha. Đấy. Trong cái quạt đấy. Mình hiểu căn bản của cái này là một, là nó chỉ là cấp nguồn cho thôi, cho nên là tí nữa mình sẽ chỉ cần đấu một dây vào đây thôi đấy, là nó sẽ cấp nguồn cho cái phần di chuyển. Còn lại thì nó sẽ thừa ra là đây, hai dây nguồn nhé. Cái gì mình theo nguyên tắc là cái gì mình biết trước thì mình đấu trước nhé. Hai dây nguồn thì mình đấu vào đây. Đấy, dây nguồn cấp ấy. Đấy. Nguồn của quạt ấy. Rồi, còn mình cắt mấy cái dây số ra. Đây, ví dụ như là... Rồi, ví dụ như là cụ thể ở đây thì... Này. Số 1 là dây đen này. Số 2... là dây xanh này, số 3 là dây trắng này. Thì khi mà mình tháo ở đây ra thì mình nhìn cũng nhìn này. Số 1 là dây đen đây mình cắt này. Số 2 là dây xanh này. Số 3 là dây trắng này. Đúng không? Thì vậy là nó sẽ thừa ra một cái dây. Thừa ra một cái dây đó là cái dây chạy thẳng đi tụ lên. Tức là từ lúc bấy giờ là nó sẽ là cái nguồn này. Đấy, từ dây xanh nối thẳng lên nguồn. À từ dây nguồn nối thẳng vào cái bó dây này thì đó chính là dây tụ nhá. Đấy. Mọi người nếu mà biết thì đo từ đây nó sẽ thông với một cái chân của tụ. Nhưng mà thực tế ra thì mọi người nên làm theo cái quy luật là biết cái dây gì đấu đây, biết dây nào thì mình đấu đây trước. Mình nói lại này, hai dây N cao đột thấp này là nguồn này. Xong mọi người sẽ lấy các cái số, cái dây này là dây chung không nói nhá, bỏ qua này, dây số này chúng mình cứ cho là 1 2 3 đi thì sẽ đấu vào 1 2 3. Đấy, còn cái chuyển gió thì mình sẽ lấy ở cái dây này. Đấy, như nãy mình vừa lấy cái dây đỏ này. Đấy, chuyển gió cho vào chữ switch này, thấy đúng không? Thì mọi người sẽ thấy có một cái dây tụ sẽ chung với một cái dây nguồn. Đấy. Thực ra nó cũng rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà mọi người hướng dẫn nhau theo cách làm màu thì nghe có vẻ nó khó lắm. Mọi người phải làm theo kiểu mình hiểu biết một chút xíu, tức là hiểu biết ở đây là hiểu biết là cái số này của cái quạt này. Thực chất ra thì ở đây mình đã biết trước là 5 số rồi, à 5 giây rồi. Tổng của nó là có bao nhiêu? Tổng của nó là có mấy giây? Trong cái bó dây này 1 2 3 4 5 giây thì mình đã biết đến 3 cái dây số đây rồi nhá, thì nó sẽ vào số 1, số 2, số 3 rồi đúng không? Còn cái dây nữa là nguồn cấp thì mình sẽ cấp vào nguồn là thấp, à là cao đúng không? Còn một cái dây nữa là dây đi thẳng từ nguồn đi lên tụ thì nó sẽ chung một cái dây con. Đấy. Hãy lưu ý đặc biệt là những người mà không biết viết về điện nên là cũng phải cẩn thận, hết sức cẩn thận, hoặc là mua bo về, có đặt bo trên mạng về thì nhờ những người ta biết chút về quạt ấy. Nói chung là phải thợ làng được, người ta biết, người ta sẽ đấu cho chúng tốt hơn. Bởi vì lưu ý là khi mà đấu xong mọi người bắt vào các cái vỏ sắt này, nó giật đấy, đùa đấy. Đấy, đấy nhá, mình vừa đấu rồi, nó dùng hồng ngoại mà, anh Trung Quốc đấy, giỏi thật đấy. Cái này nó giống mấy cái quạt Mitsubishi. Đấy nhá. Mình đấu thử cho chạy.
cái này rất là tiện, cũng là rất là hay đấy. Bo này có mấy chục nghìn. Đấy. Tắt bật nhá, tắt bật, tắt bật nó chính là số luôn đấy. Bật đầu lần đầu tiên thì nó bật này, là một tốc độ này. Bật phát thứ hai là tốc độ mạnh hơn này. Bật tốc độ phát thứ ba là bật phát thứ ba thì là tức là mình nháy nút đỏ này ba lần thì nó càng mạnh. Có thể bạn đấu nhầm thì nó sẽ chậm dần đều. Đây mình đấu đúng luôn thì nó sẽ nhanh dần đều. Còn mình ấn một lượt nữa thì nó lại quay vòng nhé. 1 2 3 4 xong ví dụ là 1 2 3 xong là lại đấu ấn lần nữa là 1 2 3. Còn cái nút thứ hai là nút thời gian này, hẹn giờ này. Hẹn giờ tắt này. Còn nút thứ ba là nút lắc. Lắc mình đấu vào cái chân suýt ấy. Đấy. Mình đấu vào cái chân suýt tức là lắc là đấu vào cái chân suýt này. SP kép ấy để đảo hướng ấy. Đấy. Còn gió nhá, có cái ký hiệu nó có chữ gió này. Gió đó. Nắc này. À đây mình đang đấu lắc. Lắc vào cái thay đổi tốc độ, nó như gọi là quay nhanh xong quay chậm cho nó đỡ bị sốc gió ấy. Tao lại cứ quay nhanh xong lại quay chậm. Đấy nhá. Thế còn gió thôi. Thời gian. À đây mình đang đấu nút. À lắc là đảo rồi. Đây còn gió là thay đổi gió này. Đấy. Đúng rồi, mình đang đấu đúng rồi nhá. Thời gian này hẹn, đây là số nhá. Số 1 2 3 này. Còn đây là hẹn thời gian này. Còn đây là lắc này. Đấy. Lắc lại đấy, mọi người thấy cái cơ nó quay chưa? Rồi, hẹn được. Còn đây là cái gió này. Thì gió mạnh gió to này. Đấy. Ok. Thực ra video này thì không có người quay đâu, mình làm nó chưa kỹ lắm, nhưng mà mọi người chỉ cần lưu ý thứ nhất là nó khá là nguy hiểm khi là điện giật này. Nhắc nhở mọi người như thế này, thì đa số những người mày mò trên mạng không có chuyên môn nhiều. Thứ hai nữa là cách đấu làm sao cho nó đột phá kết quả của mình. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Nếu mà mọi người muốn mình làm chi tiết thì mình sẽ nhờ người quay cho mình hướng dẫn mọi người cơ bản dễ hiểu hơn. Cảm ơn.